Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 4. Tuần 24 trang 37, tập 5 văn. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối. Dựa vào dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu, tiếng Việt 4 tập 2 trang 60, bạn Hồng Nhung dự kiến viết 4 đoạn văn, nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh. Em hãy giúp bạn viết hoàn chỉnh những đoạn văn này. Đầu đầu tiên mời các em chúng ta cùng xem dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu, sách tiếng Việt 4 tập 2 trang 60. Thì đầu tiên là đoạn đầu là các em phải giới thiệu cây chuối tiêu, đoạn thứ hai là các em tả bao quát cây chuối tiêu, đoạn thứ ba là các em tả các bộ phận của cây chuối tiêu tức là các em tả chi tiết như tàu lá, buồng chuối, nải chuối, quả chuối vân vân và đoạn thứ tư là các em nêu lợi ích của cây chuối tiêu và dựa vào gợi ý này. Thì các em xem đoạn 1 là bạn Hùng Nhung bạn viết như thế nào. Chấm chấm này. Câu cuối đoạn này. Em thích nhất một cây chuối tiêu sai quả trong bụi chuối ở góc vườn. Rồi như vậy là đoạn 1 này. Là bạn Hồng Nhung bạn ấy giới thiệu cây chuối tiêu mà bạn ấy định tả. Kết thúc câu là em thích nhất một cây chuối tiêu sai quả trong bụi chuối ở góc vườn. Nói như vậy là chúng ta có thể hoàn chỉnh đoạn 1 này. Các em tham khảo cách hoàn chỉnh đoạn 1 này như sau. Trong vườn em có nhiều loại cây ăn quả khác nhau. Nhưng em thích nhất một cây chuối tiêu sai quả trong bụi chuối ở góc vườn. Đó đây là cách mở bài đơn giản nhất. Thì đoạn 1 này là chúng ta giới thiệu về cây chuối tiêu và chúng ta định tả đó là cây chuối tiêu sai quả trong bụi chuối ở góc vườn. Rồi, tiếp theo là chúng ta xem đoạn 2 của bạn Hồng Nhung, bạn ấy viết như thế nào. Nhìn từ xe, cây chuối như một chiếc ô xanh mát rượi, thân cây cao hơn đầu người, mọc thẳng, không có cành. Trung quanh là mấy cây con, đứng sát lại thành bụi thì theo gợi ý dàn ý tả cây chuối tiêu là đoạn 2 này để chúng ta tả bao quát cây chuối tiêu tả bao quát nhìn từ xa cây chuối như một chiếc ô xanh mát rượi thân cây cao hơn đầu người mọc thẳng không có cành chung quanh là mấy cây con đứng sát lại thành bụi và tiếp theo là các em có thể bổ sung thêm một vài câu nữa Đứng sát lại thành bụi này Khi đến gần Thân chuối sừng sững như cột nhà Vỏ mát rượi Gồm nhiều lớp nhẫn bóng Xen lẫn nhiều màu sắc Như là xanh lá, xanh non và tím nhạt Đói Tiếp theo là chúng ta sang đoạn 3 Ở đây các em có thể tham khảo Cách làm và sau đó các em làm theo ý riêng của các em rồi tiếp theo là các em sang đoạn 3. Đoạn 3 là theo gợi ý là chúng ta sẽ tả từng bộ phận của cây chuối tiêu. Cây chuối có nhiều tàu lá. Rồi đầu tiên là tả tàu lá này. Có tàu đã già khô, bị gió đánh rách, ngang và rũ xuống gốc. Các tàu lá còn xanh thì liền tấm, to như cái máng nước, úp sấp những tàu lá ở dưới màu xanh thẫm, những tàu ở trên màu xanh mát nhạt dần. Rồi. Như vậy là ở đây là bạn Hồng Nhung bạn ấy đã tả tàu lá rồi. Tiếp theo là các em sẽ tả gì? Tả buồng chuối rồi tả quả chuối đúng không? Rồi các em tham khảo cách hoàn thiện đoạn 3 là như sau. Rồi đây là bạn ấy đã tả tàu lá rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ hoàn thiện đoạn này. Chúng ta tả buồng chuối và tả quả chuối. Những tàu ở trên màu xanh mát nhạt dần, nấp dưới tàu lá vàng sắp rũ là buồng chuối rất to. Buồng chuối được kết bởi 10 nải chuối, mỗi nải chuối gồm có từ 18 đến 22 quả. Quả chuối chưa chín màu xanh, dài chừng 20 cm, to gần bằng cổ tay của em, nhìn rất thích mắt. Tiếp theo em sang đoạn 4. Rồi đoạn 4 này thì bạn Nhung bạn ấy viết câu kết đoạn. Chuối có ích như thế nên bà em thường xuyên chăm bón cho chuối tốt tươi. Thì theo gợi ý đoạn 4 là là đoạn mà chúng ta nêu lên lợi ích của cây chuối. Ở đây bạn Nhung bạn ấy có câu cuối đoạn là câu tổng hợp. Chuối có ích như thế nên bà em thường xuyên chăm bón cho chuối tốt tươi. Như vậy những câu trên là các em phải nêu ra được lợi ích của cây chuối. Và cụ thể là chúng ta tham khảo. Có lẽ trong các loại cây ăn quả, chuối là loại cây có thể sử dụng tất cả các bộ phận. Củ chuối, thân chuối, bà thường làm thức ăn cho heo, cho gà vịt. Lá chuối dùng để gói bánh tét, bánh gai. Hoa chuối dùng để làm nộm ăn lẩu. Và quả chuối dùng để trắng miệng sau mỗi bữa cơm Bởi chuối có ích như thế nên bà em thường xuyên chăm bón cho chuối tốt tươi Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp Chúc các em học tốt